Quên nói với các bạn mà cái này là dành cho các bạn nữa. Các bạn sẽ có một cái cơ hội nhận được đôi giày y chang như cái đôi giày mà mình đang review trong cái video này. Thông tin nó sẽ có trong phần description á. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam Phạm. Và bây giờ thì các bạn cần phải nghe cái đoạn hội thoại thì nghe lập tức. Alo, ồ mày qua chưa? Mày đi xe gì qua vậy? À mày đi Honda đúng không? Ủa nhưng mà mày có biết chỗ nhà của tao không? Mày biết đúng không? Không biết. À không biết vậy mày Google đi nha. Không thôi mày đi lạc á, đi lạc là tao kiếm không có ra mày đâu nha. Bảo trọng nha, đường phố bây giờ nguy hiểm lắm, đi nhớ đeo khẩu trang nha. Đó đi thôi, cái đó giỡn với các bạn vậy thôi. Nhưng mà có bao giờ các bạn thắc mắc là trong cái cuộc sống của các bạn sẽ có những lúc á, các bạn nghe những cái thương hiệu, nhưng mà mình đang nói về một cái sản phẩm, nhưng mà cuối cùng là dùng cái từ là tên của thương hiệu. Ví dụ như cái người bạn đang chuẩn bị chạy qua đón mình đi quay dài á, thì lại chạy chiếc Vespa, nhưng mà mình lại quen cái chuyện là đi xe hai bánh thì gọi là Honda. Đó là cái thứ nhất. Tiếp theo, đáng lẽ là mình phải nói với người bạn đó là bây giờ mày lên mạng và tra cứu thông tin đi để tìm đường qua nhà tao, thì mình dùng cái từ là mày Google nó đi. Đó thì cái câu chuyện là nhiều khi một cái sản phẩm, một cái tên của một thương hiệu nó gắn liền với nhau và nó có sức ảnh hưởng quá. Ví dụ cái tên thương hiệu Honda nó ảnh hưởng tới người dùng Việt Nam quá lớn. Người ta cứ thấy xe hai bánh chạy gắn máy là người ta gọi đó là Honda. Rồi ví dụ như bây giờ ai cũng xài Google hết thì người ta dùng cái từ là lên mạng tra cứu dữ liệu thì gọi là mày Google nó đi, thấy không? Thì cái Google bây giờ trở thành động từ, còn cái Honda nó trở thành danh từ để chỉ về xe hai bánh. Đó thì tại vì những cái đó nó nhiều quá nên thành ra cuối cùng chúng ta quên đi là cái đó phải gọi là xe gắn máy, xe hai bánh, thấy không? Còn cái kia phải gọi là lên trên internet và vào trang web tìm kiếm, sử dụng một công cụ tìm kiếm để tìm kiếm. Nói chung là phức tạp lắm. Nhưng mà nói đi nó lại nhiều, tại vì hôm nay là nó cũng có một cái đôi giày mà Nam cảm thấy là nó cũng có cùng một cái kiểu sai lầm. À không, không phải sai lầm nữa, mà là một cái kiểu nó khá giống như cái kiểu hiểu như vậy. Tức là sao? Tức là sẽ có một đôi giày mà nó gọi là đôi giày phản quang đó, có chất liệu phản quang ở trên đó. Nhưng mà trong giới dân chơi của mình hay gọi cái đôi giày đó là đôi giày này nè. Ví dụ như thay vì hỏi là ê, đôi giày đó có phản quang không, thì mình sẽ nói là ê, đôi giày đó có 3M không? Nếu mà đôi giày đó có 3M thì mới mua ngay, tại vì ra đường nó sáng lắm. Đó thì y chang như câu chuyện Honda là xe hai bánh vậy. Thì bây giờ cái chất liệu phản quang thì lại được gọi là 3M. Tại vì ngày xưa giờ ví dụ như những cái người mà làm sản phẩm hay những người bán sản phẩm á, hay những người hiểu về sản phẩm sẽ nói là cái đồ sản phẩm này nó có 3M trên đó nha, là nó phản quang ghê lắm. Nhưng mà người ta phải hiểu được là từ gọi nhiều quá, cái tự nhiên người ta nghĩ là phản quang là 3M đúng không? 3M là phản quang đúng không? Không phải. 3M là một cái hiệu, mà cái hiệu đó rất là khủng khiếp. Cái tên thương hiệu rất là khủng khiếp, đó là một công ty nó bự lắm. Nếu mà các bạn search trên internet hay các cách khác là các bạn Google nó, thì các bạn sẽ thấy là 3M là một công ty rất là kinh khủng. Những cái gì mà bạn đã từng xài trong cuộc đời nhiều khi dính tới công ty đó, thì bạn chút xíu mình sẽ để cho các bạn cái link ở dưới để coi 3M là công ty như thế nào. Nó là công ty sản xuất được những cái kinh khủng lắm, từ những cái lớn lao nhất trên thế giới trong ngành công nghiệp xe hơi, rồi tới dán xe hơi nè, rồi chưa kể đó là tới những cái giấy nốt mà các bạn hay gỡ cái gọi dán pin it, pin post hay gì đó là cũng của 3M hết. Nhưng mà do nó phân phối nhiều quá, nó còn có băng keo, nói chung là nó làm hết. Mình nghĩ là mình vô trang web của nó rồi mình vô mấy cái thư mục mà nó đang làm sản phẩm ABCD của nó là mình thấy cái công ty này người ta quản lý công ty này kiểu gì ta, làm sản phẩm quá trời sản phẩm luôn. Và chắc chắn là bạn đã từng xài qua sản phẩm của 3M bằng một cách nào đó, là bạn đều xài qua hết. Và đối với những người mê dài thì cái 3M là cái chất liệu phản quang hay được mình nhắc tới lắm. Ồ, đôi giày đó phát sáng, thật ra không phải phát sáng mà là phản quang. Khi có ánh sáng chiếu vô thì nó phản ngược lại thì mình thấy nó sáng lên. Ngày xưa thì khi mà Nam nhớ cái chất liệu phản quang là người ta dùng để cho những cái người công nhân á, là người ta hay bận cái áo có 3M ở trên đó và phản quang trên đó. Rồi chưa kể là xe cấp cứu hay là những cái xe cứu hỏa thì nó cũng có những cái chất liệu phản quang trên đó. Thì cái 3M nó tạo ra một cái chất liệu phản quang bởi vì công ty đó quá nổi tiếng đi, nó tạo ra cái đó chắc phải 60-70 năm mà, thành ra từ một cách nào đó thì chất liệu 3M trở thành chất liệu phản quang. Đáng lẽ ra là chất liệu phản quang của công ty 3M, nhưng mà mình gọi tắt là 3M. Thì ngày hôm nay nó có một cái đôi giày đó ha. Mình không có biết cái này có phải là gọi là bản collab hay không, nhưng mà thường á những đôi giày phản quang khác thì nó không có điền cái chữ 3M ở trên đó, nhưng riêng cái đôi Adidas này thì nó có 3M bự hẳn trên đó và tất cả những cái chi tiết này là đều phản quang hết. Để nói cho các bạn nghe câu chuyện là
chất liệu phản quang nổi tiếng nhất trên thế giới là 3M. Mình không biết là có những cái hãng nào nó làm chất liệu phản quang khác nổi tiếng hơn 3M hay không thì không biết, thì các bạn có thể nếu mà biết thì comment giúp mình ở dưới ha. Nhưng mà đối với cá nhân mình đó, là trước giờ hả nói tới phản quang là phải nói tới 3M, tại vì nó là công ty nổi tiếng nhất. Thì phản quang nó thường được dùng trong những đôi giày chạy bộ ngày xưa, tại vì người nước ngoài hay là không biết chính xác là ở đâu nữa, nhưng mà hoặc là người Nhật nè, người Mỹ nè, họ hay chạy bộ buổi tối sau khi họ đi làm về, và khi chạy bộ buổi tối á, thì nhiều khi ngoài đường sẽ hơi tối mà họ chạy trong bóng tối nhiều khi nó nguy hiểm, nên nó cần phải có một chất liệu nó để khi mà đèn xe hơi hay là đèn xe, đèn đường nó đánh vô thì người thấy có cái gì đó đang di chuyển, ánh sáng di chuyển, thì người ta biết ồ mấy thằng ông nội nó mới đi làm về đang chạy bộ đó. Thì trên đôi giày cần phải có 3M, và từ đó về sau thì những đôi retro runner là những đôi hay có 3M nhiều nhất. Nhưng mà riêng đối với lại đôi Nike Jogger này thì để vinh danh cái 3M đó thì cái đây nó có hẳn luôn là Adidas, nhìn vô nè, X3M. Thì nếu mà xét trên phương diện mà gọi là collab thì cái collab này có nghĩa là có thể nó đang là bản collab luôn. Không biết tại sao không có nhiều người biết tới cái phiên bản này, nhưng mà khi mà Nam vô cửa hàng Adidas thì anh thấy ủa sao cái bản 3M này có cái chữ 3M trên đó, mà là cái 3M này là cái 3M phản quang luôn. Ồ vậy thì ủa sao còn có X nữa, ủa vậy là đây là phiên bản collab hay sao? Ồ vậy mình cũng không thể chính xác hiểu rõ là nó là bản collab hay là nó là bản chỉ để những cái chi tiết trên đây thôi. Nè mình thấy đi, nó có 3M ở trên đây ha, nó có 3M phản quang đây như đã nói rồi. Chưa kể là trên cái tạc của nó còn có ghi chữ là 3M là tên công ty, còn cái chất liệu reflective material là chất liệu phản quang thì nó được phân phối với lại một cái công ty nhỏ hơn hay là một cái nhánh nhỏ hơn vậy, thì nó gọi là Scotch. Thì còn cái này là Scotch Light, là mình có search trên Google á, thật ra là mình có Google nó thì có rất là nhiều cái sản phẩm mà nó được của công ty 3M, nhưng mà nó không có ghi tên công ty 3M mà nó ghi tên công ty là Scotch. Thì chút xíu mình sẽ chèn vô những cái thông tin về cái những cái sản phẩm của Scotch cho các bạn coi. Cá nhân mình thấy thì đôi này nó hình như là theo mình biết là trên Adidas có tới 3 phối màu lần á, nó đang được bán với giá đầu đầu mất tiêu. Bán với giá 3.6 triệu. Thì nếu mà 3.6 triệu một đôi giày hình như là có thể gọi là collab, thì đây cũng là một cái giá rất là dễ chịu mà các bạn có thể lên mua liền luôn. Cái dây này thì hình như là có 3M luôn, hay nói chính xác hơn là có chất liệu phản quang của 3M, nhưng mà mình gọi là 3M cho dễ ha. Và trong cái lót này thì mình cũng có cái dòng chữ đó, cái đấy, cái lót chứ, cái lót, gọi là cái lót trong, cái insole này nó dễ thương, cái màu nó đẹp. Và đây nó có ghi là Adidas X3M, nghĩa là collab rồi. Chưa kể nữa, ở dưới cái lửa giày này các bạn có ghi hẳn là 3M Scotch Light Reflective Materials ha. Thì đó là cái phiên bản mà mình thấy là nó low key lắm, tức là nó không được nhiều người để ý. Nhưng mà cá nhân Nam đánh giá là nếu như một phiên bản collab của Adidas với một cái hãng đã, một công ty đã nổi tiếng như vậy rồi mà bạn có thể mua được với giá cũng thoải mái, không bị hype hiếp gì hết, giày thì mang đẹp, đôi Nike Jogger thì nó quá đẹp và nó thoải mái lắm, nó mang hàng ngày như Nam đã nói rất nhiều lần rồi, thì các bạn có thể mua đôi này mang sở hữu nó trên chân, sở hữu tên cả 3M trên chân đó. Và dĩ nhiên là đôi này khi mà ra ngoài đường là chắc chắn buổi tối bạn sẽ rất là 3M. Thousand years later.
qua đi quay đôi giày đó xong cái đi ăn chè, mà đi ăn chè thì có nó nhiều đường nó dễ làm mụ mẫm cái quên nói với các bạn, mà cái này là dành cho các bạn nữa. Thành ra là bây giờ nói luôn nè, thì khi mà mình được tặng cái đôi giày đó để mang thử trên chân để trải nghiệm cái sản phẩm, thì mình cũng nói là vậy thì các bạn coi GTV có được cái gì không, thì các bạn sẽ có một cái cơ hội nhận được đôi giày y chang như cái đôi giày mà mình đang review ở trong cái video này. Ngoài ra còn thêm hai cái vật phẩm khác nữa mà brand Ba Sọc họ hào hứng và họ tặng cho các bạn cái sản phẩm đó để các bạn có thể trải nghiệm. Thì thông tin nó sẽ có trong phần description đó, phần mô tả đó, thì các bạn tham gia cho vui và các bạn cũng có cơ hội trải nghiệm cái đôi giày mà mình nghĩ là có cái từ gì bữa mình nghĩ nó hay lắm nè, chắc chắn cuộc đời sẽ sang trang khi mang một đôi giày phản quang. Really nigga. Ok.